Các bạn nha, nay mình chia sẻ với các bạn về cái đèn pha này ha, đèn pha led này 100W nha các bạn, chống nước IP66 luôn ha. Thì cái này các bạn có thể là lắp ráp ở trên chiếu xuống dưới, hoặc là ở dưới chiếu ngược lên trên, nhưng mà cái chiều chiếu ngược lên đó các bạn, thì mình nghĩ là sau thời gian nước nó sẽ bị đọng, nó làm chập cháy thì cũng không tốt bằng là ở trên. À, ở phía trên thì mình thấy nó đóng gói rất là kỹ này, kín nước hết nè. Đó thì với cái mức giá trước đây á, thì nó khoảng tầm 500 ngàn nha các bạn. Bây giờ thì cái giá nó đã giảm xuống rồi còn 300 ha. Nhiệt độ màu là 6500K, ánh sáng này ánh sáng trắng nha các bạn. Thì cái cách kết nối cái đèn pha này rất là đơn giản luôn nha các bạn. Thì ở đây nó có 3 dây nè, cái dây vàng á các bạn, cái dây vàng là cái dây về mát ha, thì mình không quan tâm tại vì ở đây mình có 2 dây thôi, thì mình đấu dây xanh ha, mình sẽ kết nối dây xanh này, còn dây vàng mình không có xài nha các bạn. Cái dây vàng mình không cần kết nối ha, khi nào mà hệ thống điện nhà mình nó đi 3 dây á thì các bạn sẽ kết nối cái dây vàng ha. Rồi mình kết nối dây xanh ha, dây xanh và dây nâu. Đó, các bạn xoáy cho chắc vô và nhớ cái khúc dây này á. Nếu mà các bạn có dây co nhiệt á thì các bạn sử dụng dây co nhiệt ha. Và nếu mà cuốn keo thì các bạn cuốn keo kỹ cho mình. Đây, mình đã cuốn bằng keo xong rồi nha. Này mình hướng dẫn các bạn thôi chứ mình không có làm kỹ ở trên ha. Ở trên nếu mà mình gắn lên là mình sẽ sử dụng cái băng keo co nhiệt đó các bạn, cho nó kín hết luôn ha, nước nó không có vào khu vực này được. Rồi giờ mình sẽ cắm điện nha, cắm điện để thử độ sáng của nó nha các bạn. Rồi mình mở đèn ha, đó rất là sáng luôn, không có cái độ nháy luôn nha các bạn, nó rất là sáng luôn. Đó, rất là sáng luôn. Này buổi tối á các bạn, buổi tối mà gắn ở ngoài trời á thì rất là sáng luôn ha. Rồi cái cách kết nối và gắn với đèn led này các bạn rất là đơn giản ha. Nếu mà các bạn có ý kiến thắc mắc gì thì mong các bạn comment cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt các bạn.